bí quyết để chữa nghẹt mũi tại nhà. Rửa mũi bằng nước muối. Dung dịch nước muối pha loãng không những giúp giảm nghẹt mũi mà còn có tác dụng chống viêm nhiễm và loại bỏ vi khuẩn. Uống trà gừng. Trà gừng giúp làm khô nước mũi và có tác dụng long đờm hiệu quả. Nếu không thể chuẩn bị được trà gừng, bạn có thể thêm vài lát gừng, húng quế hay hạt tiêu đen vào trà để uống cũng có hiệu quả cao. Ba thành phần tự nhiên này cũng là khắc tinh của ho và cảm lạnh thông thường. Xì mũi thường xuyên. Khi bị cảm lạnh, điều quan trọng là phải luôn giữ mũi thông thoáng. Vì vậy, bạn nên thường xuyên xì mũi, tránh tình trạng sụt sùi dễ gây ngạt mũi hoặc tạo điều kiện vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, ban đêm xì mũi nhẹ nhàng và đúng cách, tránh xì mũi quá mạnh có thể gây đau hoặc tăng áp lực xoang. Súc miệng bằng nước ấm. Súc miệng giúp giữ ấm vòng họng và có thể tăng tốc độ chữa bệnh. Dung dịch súc miệng được pha từ nước ấm thêm muối, chanh hoặc giấm. Ngoài ra, bạn cũng nên tắm nước nóng để giúp cơ thể thư giãn hơn. Vâng, thưa quý vị, qua phần trò chuyện cũng như là những cái tổng hợp của chúng tôi thì có thể thấy rằng là thuốc nhỏ mũi mặc dù có tác dụng tại chỗ nhưng phải rất thận trọng. Không phải cứ nhỏ mũi bừa bãi là được. Thuốc nhỏ mũi tương đối vô hại là dung dịch natri clorua 0,9%. Còn thuốc nhỏ mũi gây co mạch, chống sung huyết tuyệt đối không dùng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ nhũ nhi. Người lớn cũng dùng thuốc nhỏ mũi gây co mạch, chống sung huyết trong thời gian ngắn, không quá 5 ngày. Nếu sổ mũi ngạt mũi tiếp tục nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để khám và điều trị. Nên lưu ý là rối loạn về mũi không chỉ là triệu chứng của cảm cúm, cảm lạnh mà là khởi đầu của viêm mũi dị ứng, viêm xoang, rất cần đến các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Và tới đây thì chương trình Alo Bác Sĩ cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Phấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chị Huyền. Vâng. Cảm ơn các vị khán giả. Và như thường lệ, trước khi kết thúc chương trình sẽ là chuyên mục Địa chỉ đỏ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa uy tín và mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, nha khoa Phương Nam mang hết sự tận tâm, trách nhiệm và kiến thức chuyên môn cùng với kinh nghiệm lâu năm của mình để phục vụ bệnh nhân. Từ nay đến hết tháng 9 năm 2015, nha khoa Phương Nam sẽ tư vấn khám răng miễn phí cho tất cả các khách hàng có nhu cầu chăm sóc răng miệng tại địa chỉ: cơ sở 1, 325 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; cơ sở 2, 36 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0977 47 4499, 0982 688 797. Hoặc quý vị có thể vào website của phòng khám theo địa chỉ nhakhoaphuongnam.vn và vào mục hẹn khám miễn phí và làm theo hướng dẫn.